chúng ta vẫn soàn xỉnh nói tình yêu là không phân biệt giới tính, địa vị rồi cả tuổi tác nữa. Và sự thực sự chứng minh cũng đã có rất nhiều cặp đôi dù chênh lệch tuổi rất lớn nhưng họ vẫn vượt qua đủ rào cản, đến với nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thế nhưng thừa nhận đi, những cao bô chú cháu, thậm chí là ông cháu như vậy vẫn ít nhiều bị người ta nhòm ngó, thậm chí phải đặt câu hỏi liệu họ có yêu nhau thật không hay đây chỉ là chiêu trò tấn công bóng tuổi cá nhân. Hãy cùng điểm mặt những cặp đôi ông cháu gây tranh cãi nhất thời gian vừa qua nhé. Cặp đôi của thanh nữ 15 tuổi đến từ Nhật Bản và người nam nhi hơn mình đến 38 tuổi. Mới đây, một cô gái có tên Quý Tơ là Mít 15 tuổi đã khiến dư luận Nhật Bản xôn xao khi công khai những hình ảnh thương nồng thắm của mình. Trong phần giới thiệu, cô gái không kinh hồn ngần tuyên bố việc đang yêu một người nam nhi hơn mình đến 38 tuổi. Quý Tơ của cô gái chia sẻ về tình yêu chênh lệch tuổi tác mình đang có. Tình yêu này mở màn từ tháng 3 năm 2018. Cả hai còn tính đến chuyện kết duyên vào tháng 4 năm 2021. Cô gái cũng tiết lộ thêm rằng đã nhận được nhẫn đính hôn của người yêu và thậm chí còn nhận được sự cho phép từ chính phụ huynh. Có vẻ như rất tự hào và hạnh phúc với mối quan hệ khác biệt, Mít đặt mọi ảnh bìa tài khoản cũng như avatar đều là hình chụp chung với gamer thủ trai của mình. Mít cũng không ngần kinh hồn đăng lên ảnh hôn môi sát nhau của mình và người yêu U50 bên dưới. Tình yêu chênh lệch quá nhiều của Mít đã khiến cư dân mạng nổi ra cuộc tranh cãi lớn. Người thì cho rằng đó là chuyện thương của người ta, mọi người không có quyền can thiệp. Một số khác thì ném đá kịch liệt việc một thanh nữ còn độ tuổi vị thành niên như vậy lại đi yêu một người nam nhi đáng tuổi thân phụ chú. Một vài người còn cho rằng có lẽ đây chỉ là cách cô gái này kiếm fame, kéo follow cho mình mà thôi. Cặp đôi ông cháu Đài Loan rình rang khắp và sau 6 năm vẫn bên nhau. Cặp đôi ông cháu nhiều người biết đến hơn cả có lẽ phải kể đến cặp đôi của nhạc sĩ Lý Khôn Thành sinh năm 1957 và cô gái trẻ Lâm Tĩnh Ân sinh năm 1996. Ngày 14 tháng 4 năm 2013, vị nhạc sĩ đã công khai mối tình với Lâm Tĩnh Ân là con gái một người gamer thủ của ông. Điều này khiến nhiều người ngỡ ngàng, thậm chí có không ít người còn cười cợt nhạo mối tình đôi đũa lệch này. Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân là chuyện tình lệch tuổi gây chú ý suốt nhiều năm qua. Chính Lâm Tĩnh Ân cũng thừa nhận mối tình giữa cô và gamer thủ trai không được mọi người ủng hộ, ngay đến bố cô đã phản đối ra mặt nhiều lần khiến cô gái mới lớn phải dùng đến những biện pháp tiêu cực để chống đối. Thậm chí, ông Lâm còn từng khiếu nại Lý Khôn Thành vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên bỏ nhà ra đi, nhưng đến cuối cùng, trước sự phản kháng quyết liệt của Tĩnh Ân, vụ khiếu nại này đã không thành công. Trước những lời bàn tán xôn xao của dư luận, cô gái 19 tuổi khi ấy cho biết, cô và gamer thủ trai yêu nhau thật lòng chứ không vì mục đích tấn công bóng tên tuổi hay lợi ích vật chất như nhiều người đồn đoán. Cô cũng tâm sự, khi hai người mới yêu nhau, Lý Khôn Thành phải chịu rất nhiều áp lực về kinh hồn tế nhưng vẫn nỗ lực tạo cho cô những màn lãng mạn và những thú vui nho nhỏ, và chính điều này đã khiến cô quyết định khăng khít vĩnh viễn với người gamer thủ trai lớn tuổi. Bất chấp mọi nghi vấn, cặp đôi ông cháu vẫn hạnh phúc bên nhau suốt 6 năm qua. Trải qua 6 năm với hứa hẹn rằng sẵn sàng làm đám cưới, rồi tin đồn chia tay, mang thai. Cặp đôi này dần trở nên im hơi lặng tiếng hơn. Động thái mới nhất chứng minh họ vẫn còn ở bên nhau là video nhắc lại những kỷ niệm bên nhau do nhạc sĩ Lý Khôn Thành đăng tải lên Facebook nhân dịp Valentine năm 2019 kèm theo các sân ngắn gọn, yêu em. Cặp đôi ông 60 tuổi và cháu gái 19 tuổi gây xôn xao Philippines. Mới đây, cư dân mạng Philippines đã được phen hốt kinh hồn khi mối tình chênh lệch tới 41 tuổi của một cô gái trẻ 19 tuổi và người nam nhi nay đã 60 tuổi được công khai trên. Nhìn những bức ảnh tình tứ được cả hai đăng tải, ai nấy đều phải nhận xét rằng tuyệt hảo trước tiên chính là nhức mắt. Bởi lẽ vì tuổi tác chênh lệch quá lớn nên cảnh hai người đứng cạnh nhau, thậm chí còn không ngần kinh hồn làm những hành động tình tứ với nhau trông khá kịch cỡm. Cặp đôi ông cháu đến từ Philippines này cũng đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, cả hai anh hùng chính đều tỏ vẻ phớt lờ phản ứng của những người xung quanh. Họ bỏ ngoài tai phán xét và vẫn khăng khăng rằng bản thân đang cực kỳ hạnh phúc trong tình yêu. Những bức ảnh ôm eo,
hôn môi và mạnh bạo hơn nữa nối tiếp được nữ chính Khoa ngang nhiên trên trang cá nhân của mình. Bất chấp những lời ném đá, cả hai nối tiếp công khai tình tứ bên nhau. Loạt ảnh khiến nhiều người bị sốc. Hít, biết là tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng tuổi tác phân biệt quá thế này cứ thấy sao sao, nhìn trông diễn lắm chứ không giống đang yêu thật, chắc lại chiêu trò câu di chứ thương gì ở đây. Cư dân mạng bình luận.